Tớ sắp thắng Na rồi nhá. Còn lâu, ván này nhất định tớ sẽ thắng. Ôi trời ơi, lỡ rồi, thế này là mất hết rồi. Có chuyện gì vậy? Mất á, bà mất gì? Chẳng lẽ lại mất áo? Ôi trời ơi, cái áo tôi mới mua, rồi đến cả mấy cái áo cũ xích nó cũng lấy, gom góp mãi mới dám mua cái áo mới, giờ mất hết rồi. Nhà tôi hôm trước cũng mất 5 cái áo. Tôi cũng mới mất hôm qua. Không được, chúng ta phải báo lên quan để quan tìm ra kẻ trộm. Tự dưng dạo này lại có cái nạn trộm vặt mới ghê chứ. Như vậy, ngươi đã mất tổng cộng 7 chiếc áo, cả cũ lẫn mới. Dạ bẩm quan, đúng rồi ạ. Mong quan lớn sớm tìm ra chân tướng và bắt kẻ trộm để dân chúng con được yên tâm ạ. Dạ, quan lớn điều tra sớm cho chúng con được yên ổn ạ. Được rồi, chuyện này ta không thể để yên được. Các người cứ về đi, ta sẽ cho người điều tra, bắt bằng được tên trộm để dân làng hạ được yên tâm sinh sống. Dạ đội ơn quan lớn. Đội ơn quan lớn ạ. Dạ bẩm quan, có phải hôm nay quan cho triệu tập dân làng chúng con là để thông báo đã bắt được tên trộm áo không ạ? Các người đừng nhắc tới tên trộm đó nữa. Ta quyết định sẽ dừng điều tra vụ trộm áo đó lại. Sao lại như vậy ạ? Dạ thưa quan lớn, không điều tra nữa ạ? Vậy thì tên trộm áo lại lộng hành thì sao ạ? Các người muốn ta điều tra nhưng lại toàn phơi quần áo ở trong nhà. Tên trộm làm gì có cơ hội lấy trộm nữa. Như thế ta điều tra kiểu gì được chứ? Nhưng mà... Ôi trời ơi, dạ quan ơi, xin quan bắt bằng được tên trộm để giúp con với ạ. Nhà con sáng nay mất 2 cái áo rồi quan ơi. Nhà bà Bẹo lại mất áo à? Thế nhà ngươi vẫn phơi quần áo ngoài sân à? Đầu đuôi như thế nào? Kể ta nghe xem. Dạ thưa quan, chiều qua sau khi tắm xong, con giặt quần áo phơi ở ngoài sân, nghĩ bụng tối sẽ cất vào. Ấy thế mà lại quên đi mất. Sáng nay lúc ngủ dậy, con sực nhớ, chạy ra tìm thì cái áo đã không cánh mà bay rồi ạ. À. Ôi ơi, giờ khổ thân con quá quan ơi. Có cái áo rách trộm nó cũng không tha. Mịt mật, cậu làm gì mà gã như bị ghẻ thế? Ghẻ là ghẻ thế nào? Tớ đây sạch sẽ, ngày nào cũng tắm. Ghẻ có mà sợ chết khiếp ấy. Nhưng sao cậu gãi ghê thế? Nốt mẩn nổi đầy người dưới đây này. Tớ cũng không rõ nữa. Nhưng từ chiều hôm qua, sau khi tắm xong là tớ bị ngứa khắp người, gãi điên đảo ấy. Đúng đấy, ngay cả cô cũng ngứa khắp người đây này. Cô bôi bao loại thuốc, tắm bao nhiêu lần mà cũng không hết ngứa. Mà rõ là quần áo sạch sẽ, phơi nắng xong mới mặc vào cơ mà. Bình thường cô vẫn phơi quần áo ở ngoài sân phải không ạ? Thì có mỗi cái sân, không phơi ở đó thì phơi ở đâu? Cháu nhớ rồi, cạnh chỗ phơi quần áo của nhà cô Bẹo có một cây hoa. Có lẽ phấn hoa rụng xuống áo đang phơi nên mới bị ngứa như vậy. Ngứa do phấn hoa à? Đúng vậy, cháu nhớ trong làng mình chỉ có mỗi nhà cô có cây hoa đó thôi. Mà phấn cây hoa đó rất độc. Thế là lúc phơi phóng, vô tình động vào cây đó, làm phấn hoa bám vào quần áo, sẽ gây mẩn ngứa như thế này hả? Dạ vâng ạ. Ui, nhưng tớ phải làm sao bây giờ? Ngứa lắm. Đêm qua tớ phát sốt lên vì ngứa, chẳng ngủ được gì cả. Ngươi xem, có cách nào trị ngứa cho mẹ con họ không? Những vết ngứa này khá to, diện tích ngứa cũng rộng. Tôi khó mà dùng loại thuốc ngứa bình thường được. Cái gì? Ý thầy là không có thuốc chữa à? Cũng không hẳn. Thực ra tôi mới bảo chế ra được một loại thuốc có công dụng trị được tất cả các loại ngứa. Nhưng làm sao hả thầy? Nhưng tôi chưa dùng nó bao giờ. Thầy chưa thử thì để tôi thử, chứ tôi ngứa lắm rồi, không chịu được nữa. Được rồi, vậy cô bôi thuốc này vào những chỗ ngứa. Tôi hy vọng nó có hiệu quả. Liệu có hiệu quả không nhỉ? Mẹ con nhà này cũng liều đây. Thuốc chưa người nào dùng bao giờ, có khi lại càng ngứa thêm ấy chứ. Ôi, hiệu nghiệm chưa này. Cháu bôi đến đâu là hết ngứa đến đấy. Những nốt mẩn đỏ cũng dần biến mất này. Tôi đỡ ngứa rồi này. Thuốc của thầy lang thật là hiệu nghiệm. Có khi nào tên trộm cũng sẽ bị ngứa giống tớ và mẹ không nhỉ? Bởi hắn lấy áo ở sân nhà tớ mà. Cũng có khả năng. Cho chết, cái tội dám trộm áo tớ. Đâu rồi? Lão ta cất ở đâu?
Ngươi muốn tìm thứ thuốc trị ngứa của ta phải không? Thế này là thế nào? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Tại sao đêm hôm ngươi lại mò tới nhà thầy lang làm gì? Hay có tật giật mình? Ngươi chính là tên trộm áo của mọi người. Vì sợ sẽ bị lây ngứa từ chiếc áo của mẹ con nhà bà Bẹo, nên ngươi đã lẻn vào nhà thầy lang hòng trộm thuốc, đúng không? Ấy là quan, quan ấy dạo oan cho con quá. Con không phải là kẻ trộm ạ. Hôm nay con tới đây chỉ là... Bắt tận tay ngươi vào nhà thầy lang lục lọi mà ngươi còn cãi à? Ngươi đâu? Lôi hắn về nhốt vào nhà lao, chờ sáng mai xét xử. Ấy dạ, oan, oan cho con quá, quan ơi ạ. Tên kia, giờ ta hỏi ngươi, có phải ngươi chính là kẻ đã nhiều lần lấy cắp quần áo của dân làng không? Ôi dạ, xin quan lớn minh xét ạ. Đêm qua con chỉ lẻn vào nhà thầy lang để lấy trộm thuốc, và đây là lần đầu con trộm, chứ con có ăn trộm áo của dân làng bao giờ đâu ạ. Ngươi cũng cứng đầu đấy. Ta đã cho người lục soát và phát hiện hai cái áo nhà bà Bẹo có ở trong nhà của ngươi, và mang hình ngươi đi dò la ở huyện bên, thì người dân xác nhận đúng là ngươi có bán quần áo ở bên đó. Sao, còn gì để chối cãi nữa không? Con đích thị là hắn rồi. Quản xử án tài tình quá. Có mà chối vào mắt. Ôi giời ơi, chỉ vì hai cái áo ngứa ngáy chết tiệt nhà mụ Béo mà mình bị tóm thế này. Ấy, đừng có đổ oan cho áo của ta nhá. Nó không hề ngứa một chút nào nhá. Cái gì? Ta nói sao? Đấy là nhờ kế sách của quan lớn để ngươi tự chui đầu vào giọ đấy. Cái gì? Bà, thế không phải mẹ con bà bị ngứa à? Nếu bọn ta không đóng kịch theo kế hoạch của quan ấy, thì ngươi có chịu lộ mặt không hả? Thầy lang đã chấm sẵn những nốt đỏ trên người mẹ con ta đấy. Ôi giời ơi. Hồng Xiêm, ngươi có cao kiến gì để tìm ra kẻ trộm không? Con nghĩ là sau nhiều lần mất trộm thì dân làng sẽ đề phòng, sẽ không phơi phóng ở ngoài sân nhiều nữa. Cần phải có cách nào đó để dụ tên trộm tự lộ diện mới được ạ. Dụ tên trộm lộ diện à? Con nhớ sân nhà cô Bẹo có một cây dây leo, năm nay mới ra hoa. Chúng ta sẽ đánh lừa tên trộm rằng đó là một loại cây gây ngứa, không có thuốc trị. Rồi qua nói thầy lang xuất hiện, đưa ra một loại thuốc ngứa do ông ấy tự bào chế mà không ai có. Con nghĩ rằng tên trộm có tật giật mình, đêm đó sẽ lẻn ngay vào nhà thầy lang trộm thuốc. À, ta hiểu rồi. Khá lắm, khá lắm. Hồng Xiêm. Dạ, em chào anh ạ. Nhà quan có dỗ, quan bảo anh mang con gà này lại cho em, thưởng em thêm 2 đồng vì đã nhiều lần hiến kế cho quan đấy. Khiếp, quan khách sáo thế. À, không cần thì thôi, anh về. Ấy, anh mà về là bị quan trách đấy. Thôi đây em xin. Cha con em này lại được bữa ngon rồi. Tưởng chê. Em có chê đâu. Hồng Xiêm, đừng nghĩ ngươi thông minh mà chuyện gì cũng xen vào. Mau tránh sang một bên để ta gỗ cổ con mụ chúa ngoa lắm mồm này lên đình, cho dân làng bớt phiền phức. Ấy, cụ Lý cứ bình tĩnh ạ, đừng lôi mẹ mít mật lên đình. Sao ngươi cứ ngăn cản ta mãi vậy? Hay chính ngươi là kẻ trộm gà của bà ta? Dạ bẩm quan lớn, nhà con tuy đói kém nhưng chưa đến mức dột nát để đi ăn cắp ăn trộm đâu ạ. Ngươi lại dở cái giọng văn ngang cua bò với ta đấy hả? Thế ngươi bảo ta khoan là có vấn đề gì? Dạ bẩm, cụ Lý là người thất học. Này, ta tuy không biết đọc nhưng ta vẫn hiểu ý ngươi nói ta thất học là vô học, có phải không? Cứ hở ra là ngươi xỏ xiên ta bé tí mà bố liếu bố láo. Cụ lại hiểu sai ý con rồi. Vô tức là gì hả cụ? Là không. Thế thất là mấy? Thì là 7. Thế là cụ cần phải hiểu thất lớn hơn vô. Vô học tức là không học, thất học là 7 lần học hành. Cụ thất học tức là cụ nhiều chữ ạ.
người ta học chữ một lần, cụ 7 lần, cụ hơn người ta. Thế hóa ra, thật học là ngươi khen ta đấy à? Dạ vâng, con đang khen cụ đấy. Thế mà ngày trước, cứ đứa nào bảo ta thất học, ta lại nghĩ là nó chửi ta. Không, họ khen cụ mà. Thôi thôi, không nói vấn đề này nữa, kẻo ta sung sướng quá, lại quên mất nhiệm vụ chính. Ngươi nói đi, ngươi bảo ta khoan, là có chuyện gì? Con muốn bày mưu cho cụ bắt thằng ăn trộm gà. Thằng này ta, cái con mụ kia thật là lắm mồm. Ta phải trị cho bà ta một trận, để cái làng này yên bình mới được. Tuần Đinh đâu? Lôi con mụ kia xuống đây, để tất cả ba con của làng chứng kiến ta xử mụ ta. Ôi, tôi mất gà thì tôi kêu, thả tôi ra. Tôi có tội tình gì mà bắt tôi chứ? Cấm mồm, nhà ngươi thật là lắm điều. Ta biết nhà ngươi mất gà, của đau thì con sót. Nhưng chiếu theo lệ làng phép nước, tôi gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con trong làng, ta không thể tha. Bây giờ, ta cho phép bà con ở đây, mỗi người tát cho mụ một cái thật đau, vì cái tội vô tổ chức. Hả? Cái gì? Mỗi người tát cho bà ta một cái á? Ta bảo tát mụ ta, thì cứ tát đi. Thôi, cũng chỉ vì mất con gà, nên bà ấy mới thế. Tát nhẹ thôi bà con ạ. Khổ, đã mất gà rồi lại còn bị tát nữa. Đúng là tai bay vạ gió, họa vô đơn chí mà. Kể cũng tội bà ta. Hay. Rồi, bắt thằng kia lại cho ta. Ngươi là tên ăn trộm gà của mụ kia, đúng không? Dạ, bẩm cụ Lý, oan cho con quá. Con đâu có trộm con gà của mụ ấy đâu ạ. Thế sao anh không thù, không oán mà lại tát mẹ bạn tôi đau thế? Chỉ có kẻ trộm, bị chửi cả họ hàng tổ tiên lên thì mới chút giận như thế, đúng không? Dạ, con cũng chỉ vì muốn hả giận thay cho dân làng thôi. Vì từ qua đến giờ, cụ ấy chửi nhiều quá. Đâu chỉ vì con tát mạnh mà bảo con là kẻ trộm được. Vẫn còn ngoan cố à? Nếu còn ngoan cố, xin Lý trưởng cứ cho hắn vài roi, xem hắn còn cãi được không. Sao? Thế nào? Có nhận tội không? Ta mà điều tra thêm thì kiểu gì nhà ngươi cũng lòi ra bằng chứng phạm tội. Nhưng để đến lúc ấy thì sẽ phạt nặng gấp 3, gấp 4 lần đấy. Vâng, bẩm cụ Lý, con trót dại ạ, xin cụ tha tội. Tuấn Đinh, gỗ cổ nó về đình cho ta xử. Ôi, cụ Lý thông minh tài giỏi quá. Cả gốc đa nướng ngô cứ gọi là thơm phức. Bọn hồng xiêm dãi chảy ướt hết cả áo, mình cũng còn lâu mới cho ăn. Vỡ có mỗi cái bát mà cũng bị mẹ mắng, thật hết chịu nổi. Đã thế á, mình ở đây ăn no rồi mới về, xem cha mẹ có xoắn lên không. Căng già bụng trùng ra mắt, các cụ nói cấm có sai,
Nằm đây ngủ tí, lát về vậy. Ôi, thằng bé mít mật. Tối muộn rồi sao còn ngủ trên đồng thế này? Nhỡ trúng gió lại khổ. À, mít mật, dậy mau lên. Ơ mẹ. Ôi cụ. Cô Bẹo đấy à? Sao cháu nó lại ngủ ở đây thế này? Chào cụ. Thằng cu nhà cháu sáng nay làm đổ bát bún của khách nên cháu mắng cho một trận. Thế mà nó còn căng căng cái mặt tót đi chơi. Hư lắm cụ ạ. À, cụ đi đâu thế? À, tôi đi thăm ruộng ngô đằng kia. À vâng. Mít mật, về nhanh. Thôi, con xin lỗi. Mà mẹ phải sống đẹp như những con thiên. Thiên thiên cái gì? Tôi mà thiên lôi ấy. Đi về. Về để mẹ đánh con à? Cụ ơi, cụ cứu cháu. Thôi cô Bẹo ạ, lũ trẻ còn non dại, có gì từ từ dạy bảo. Hay thế này, đang được nghỉ hè, cô cho cháu nó ở nhà tôi 1-2 hôm. Mấy nữa, tôi dắt cháu về nhà cho cô. Ấy chết, không được cụ ạ, mà thằng bé nhà tôi nó nghịch lắm, nhỡ nó làm phiền cụ. Không sao, tôi ở có một mình, giờ nhà thêm người càng vui. Con hứa không nghịch đâu ạ. Nể cụ xiêm mẹ mới đồng ý nhá. Con mà nghịch ngợm khiến cụ mệt mỏi á thì đừng có trách mẹ. Này, cháu rửa mặt, lau miệng đi rồi ăn cơm nhá. Vâng, cháu xin cụ. Xong rồi cụ ơi, ăn thôi. Ấy kìa, cẩn thận chứ. Mấy này cụ không bán được khoai nên không có tiền mua thịt cá. Cháu ăn tạm bữa cà nhá. Ôi, không sao cụ ạ. Cà cụ muối thế nào mà nó giòn giòn chua chua, ngon quá luôn. Mà sao mẹ mắng cháu lại lên đồng ngủ thế? Không sợ mẹ lo à? Cháu có định thế đâu, tại cháu nướng củ khoai ăn rồi ngủ quên đấy ạ. Được rồi, mai cụ lên đồng tưới ngô, cháu đi theo giúp cụ gánh nước nhá. Mai về nhà, cụ cho bát cà mà ăn. Vâng, có bát cà là cháu gánh nước nhiệt tình luôn. Ơ mà cụ ơi, tại sao cây ngô lại được gọi là ngô ạ? À, cây ngô là một giống cây chạc bùng lấy từ đất ngô đấy. Ơ, chạc bùng là ai vậy cụ? Cụ kể cháu nghe đi ạ. Chạc bùng chính là ông Phùng Khắc Khoan cháu hả? Có một lần Trạng Bùng đi sang nhà Minh yết kiến vua. Trạng đi qua sườn đồi, thấy bạt ngàn cây xanh ngắt, có bắc, có hạt. Hỏi ra mới biết đó là ngọc mễ, vị bùi, dẻo, thơm. Trạng đã giấu hạt trong túi áo, lừa quân lính để mang về nước, phát cho người dân gieo trồng. Ô, rồi nước ta trồng ngô đến giờ đúng không cụ? Đúng đấy cháu ạ. Ôi! Mẹ cháu chẳng biết mấy chuyện này đâu. Cụ kể nữa đi ạ. Cụ, đây là ruộng ngô nhà cụ ạ. Đúng rồi cháu. Sao hôm qua cụ chỉ đằng kia ạ? À, qua tối quá, mắt lại kém nên cụ nhìn nhầm. Quả này xong đời rồi. Liệu cụ có biết mình ăn trộm ngô nhà cụ không? Đấy cháu xem, lúa ngô còn non, bắp chưa kịp lớn mà bị bẻ trộm hết rồi. Cả vụ mùa nhà cụ trông chờ vào mấy bắp ngô để bán. Thế mà, hóa ra cụ chưa biết mình ăn trộm. May quá. Con trai và con gái cụ đi làm xa, nửa năm mới về một lần. Cụ sống nhờ vào tiền bán ngô khoai. Cái ruộng ngô bé tí thế này mà cũng bị bẻ hết thì năm nay chắc đói ăn rồi. Ơ cháu. Thôi để cháu tưới nước nhổ cỏ cho cụ ạ. Ôi, gánh có 3 xô nước mà mệt bớ hơi tai. Làm đồng vất vả thế đấy cháu ạ. Để trồng được lúa ngô thì phải cuốc đất, làm lúa, gieo hạt, bón phân, nhổ cỏ, tưới nước thường xuyên thì ngô mới mau lớn.
Giờ mình đã hiểu tại sao Hồng Xiêm không bẻ trộm ngô cùng mình rồi. Mình thấy có lỗi quá. Cụ ơi, cụ cho cháu ở nhà cụ cả ngày mai nữa nhé. Cháu sẽ giúp cụ tưới tắm ruộng ngô này. Ngoan lắm. Cụ Xiêm ơi, mẹ cháu bảo biếu cụ bát canh ạ. Cô Bẹo chú đáo quá, cụ xin. Sáng nay cụ vừa bẻ được mấy bắp ngô. Cháu lấy vài bắp, mang về, rồi lát luộc ăn nhá. Ngô tươi, phải luộc trong ngày ăn mới ngon. Cụ ơi, cháu xin lỗi. Thật ra cháu là đứa bẻ trộm ngô nhà cụ ạ. Nhưng cháu chỉ bẻ có một lần thôi ạ. Cháu... Cụ biết, nhưng thôi không sao. Cháu tự biết nhận lỗi là tốt rồi. Từ giờ không được làm thế nữa nhá. Cụ biết rồi ạ. Hôm trước cụ thấy cháu ở ruộng ngô nhà cụ đi ra. Xin cụ tha lỗi cho cháu ạ. Mấy hôm được cùng cụ đi tưới ngô, nghe cụ kể chuyện đồng áng, cháu thấy cháu thật không phải ạ. Ăn thì dễ, làm mới khó cháu ạ. Bà con dân làng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới trồng được một vụ hoa màu đấy. Từ giờ cháu xin chừa. Cụ cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ ruộng ngô nhà cụ ạ. Mà từ giờ cụ gánh nước, gánh củi hay có việc gì nặng nhọc, cụ cứ để cháu giúp ạ. Cảm ơn cháu nhá. Cháu ngoan lắm. Tiền đây. Mày quá, tiền đây rồi. Ui, thằng ất, ra là ngươi. Ôi bà con ơi, thằng ất nó ăn trộm nhà tôi. Cháu xin cô, cháu mới lần đầu, cháu xin cô ạ. Đời tôi ghét nhất là bọn trộm cắp. Gô cổ nó lên quan. Đấy các bác ạ, em rình bao tháng nay mới bắt được nó. Lần này á thì bà bắt tận tay, bà dây tận mặt rồi nhá. Cái loại không làm mà đòi có ăn à. Thôi, nói nhiều làm gì, cứ gọi lý trưởng đến rồi cho nó lên quan. Vâng, vâng. Cháu xin cô tha cho cháu lần này. Tại vợ cháu ốm, còn cháu còn dại ạ. Không được, tha lần này ắt có lần sau. Không thể lấy cái vợ ốm con thơ ra để lấp liếm cho việc làm sai được. Đúng rồi, người ta không đánh cho là may rồi đấy. Gặp tôi á, là cứ phải cho vai cái bạt tai rồi tính sau. Ghét nhất bọn trộm cắp. Ôi cô ơi, cô ơi, cô tha cho cháu. Cháu chót dại cô ơi. Tên trộm vào nhà tớ, lúc đầu hùng hổ lắm. Nó còn đe dọa mẹ tớ, bắt mẹ tớ đưa tiền cơ mà. Eo ơi, sợ thế. Các cậu biết, trong lúc nguy nan đấy, tớ làm thế nào không? Tớ đã lấy quả cam ở trên bàn, lấy hết sức lực, ném về phía tên trộm. Hắn ngã lăn ra đất. Thế là tớ với mẹ tớ đã lao vào trói được hắn. Đáng đời tên trộm. Hắn ôm mít mật, cậu giỏi quá. Có phải lúc đấy, cậu ném trong mơ đúng không? Khi tỉnh dậy thì thấy mẹ cậu đã bắt xong tên trộm rồi. Xoài, cậu không chứng kiến nên cậu không biết được thôi. Cần gì chứng kiến, chơi với cậu bao nhiêu năm á, tớ chẳng lạ cậu quá à. Không tin thì thôi. Được rồi, bọn tớ tin, được chưa? Kìa, mít mật kể thế mà cậu cũng tin được hay sao? Miễn bắt được tên trộm là được rồi. Đúng rồi, bắt được trộm rồi mà. Các cậu có muốn ăn gì không? Hôm nay tớ đã. Được, bọn mình đồng ý. Biết mật hôm nay hơi bị tuyệt vời đấy nhá. Cứ coi như là vậy đi. Vậy thì đi thôi. Đi chỗ khác cho người ta bán hàng. Ở đây mà ám quẻ nữa. Rồng
Liêu điêu lại đẻ ra giống loài liêu điêu. Định ăn trộm tiền của bà hả? Cháu không lấy. Ôi làng nước ơi, hôm trước bố nó ăn trộm nhà tôi, giờ lại con nó đến ăn trộm đây này. Ôi làng nước ơi. Có chuyện gì thế cô Bẹo? Con của thằng Ất, nó lại đến ăn trộm tiền của cô. Đứa nào đi gọi mẹ nó đến đây để mang nó về mà nuôi mà dạy. Cái thứ trẻ ranh, nứt mắt ra đã đi trộm cắp. Em nó còn bé, chưa biết gì. Có gì cô nên từ từ chỉ bảo chứ đừng... Thế không trị nó đi, để lớn lên nó ăn cắp ngày càng tinh vi hơn à? Cháu biết, nhưng trẻ con đôi khi nó thấy lạ, thấy đẹp. Nó lấy theo bản năng thôi, chứ chúng nó nào đã biết trộm cắp là gì. Cô cứ để cháu nói chuyện với con bé. Bí Ngô, trộm cắp lấy tiền của người lớn là xấu lắm nhá. Mọi người sẽ ghét em, không ai chơi với em đâu. Em không lấy trộm, mẹ em vẫn dạy em lấy trộm tiền của người khác là xấu. Nhặt được của rơi trả lại người mất. Em nhặt được tiền của bà Bẹo, em định trả bà, nhưng bà đã mắng em là ăn trộm tiền của bà. Anh tin em ngoan lắm. Mẹ, Bí Ngô nó bảo là nó nhặt được tiền mà, sao mẹ bảo nó ăn cắp? Con thì biết cái gì, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Nó là con thằng ăn trộm, nó nhận được tiền của mẹ thì đương nhiên nó cũng sẽ bỏ túi rồi. Cô Bẹo sai rồi ạ. Bí Ngô là đứa trẻ ngoan, có ý thức. Trẻ con thì không bao giờ nói dối. Cha Bí Ngô sai thì cha Bí Ngô phải chịu, chứ sao lại có thể cha sai mà cũng định kiến với con ạ? Thì biết đâu được đấy. Cháu không ăn cắp. Bí Ngô, mẹ dặn con thế nào, dù có đói có rách cũng không được ăn trộm ăn cắp cơ mà. Sao con hư thế này hả? Con không có lấy ạ. Thực ra là hiểu lầm thôi. Cháu nó không có lấy tiền của tôi, mà là tôi đánh rơi, cháu nó nhặt được, định trả lại. Nhưng tôi nóng tính nên là... Thế ạ? Chắc tại chồng cháu nên là... Cháu thì đầu tắt mặt tối, mò cua bắt ốc ngoài sông, nên không có thời gian để mắt đến nó. Thật là làm phiền cô quá. Nếu như cô chưa có việc làm ý, thì về đây phụ quán cho tôi. Mỗi tháng tôi trả 2 đồng tiền công. Ôi thật ạ? Thật. Cô Bẹo tuy nóng tính, mồm miệng thế thôi, nhưng tâm lại rất tốt đấy ạ. Chị nên về làm cho đỡ vất vả. Đúng đấy ạ. Thế thì cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bác tốt quá. Mẹ ơi, con đói. Quên mất, nào vào đây. Vào đây bà mời bát bún nhá. Vào đây. Dạ làm phiền bác quá. Có đáng gì bát bún đâu. Vào đây. Ơ, các cậu, mình đến làm gì nhỉ? Thì đến ăn theo lời mời của Mít Mật. Thế thì vào thôi các cậu. Ai bảo trân châu là khổ, ta làm thầy đôi khi còn khổ hơn kẻ trân châu. Cha ốt ức chuyện Mít Mật học hành chán quá nên xuất khẩu thành thơ luôn ạ. Học trò mới, học trò cũ, ắt sẽ phải có trò khiến cha đau đầu. Như vậy mới là cuộc sống chứ. Còn với cái, chí lý sự là giỏi. Mau vào pha cho cha ấm trà đặc để thưởng cha ngâm thơ nào. Trà thì có, nhưng đặc thì còn chưa chắc thưa cha. Chẳng phải cha bảo pha trà phải pha nhiều lần, hết mùi vị của trà cho tiết kiệm còn gì. Thì đúng là như thế. Thôi, thì cứ vào lấy trà, đặc hay không còn do may mắn. Ta cứ nghĩ nó đặc là được. Thầy ơi thầy. Thưa thầy, con mới trên tỉnh về, có ít trà mang biếu thầy ạ. Tốt quá. Vậy là cha không cần tưởng tượng trà đặc nữa rồi. Cái con bé này, mau cầm trà vào trong pha rồi mang ra đây cho cha với anh Dần. Dạ. Dạo này buôn bán tốt chứ Dần? Dạ thưa thầy, chắc con đóng tiệm quá. Mấy tháng nay làm gì cũng thua lỗ. Vậy là sao? Chẳng phải tháng trước cho về còn hí hửng khoen buôn may bán đắt cơ mà. Con cũng không hiểu sao con lại để thua lỗ nữa. Rõ ràng là con đều nghe theo những người đi trước, có kinh nghiệm, mà lại lỗ mẹ đẻ lỗ con. Trò nói rõ cho ta nghe xem nào. Dạ thưa thầy, bác sử bảo buôn lê lãi hơn buôn táo, con lại chuyển sang buôn lê. Nhưng mấy ngày không có lãi, con lại nghe lời bà ba buôn vải. Buôn vải gần một tuần không có khách thì con lại chuyển sang buôn trà. Nhưng... À, thế đây là trà anh bán ế đúng không? Ấy ấy, không phải.
Trà này là loại hảo hạng, anh để riêng biếu thầy. Chữ ế là ế thế nào? Con không được thế. Đã nói đúng lại còn nói to. Miễn trà đặc là được rồi. Thầy lại còn trêu trò. Trà này chắc chắn sẽ đặc rồi thầy ạ. Nhưng còn trò, thật sự không biết tại sao trò lại thua lỗ như vậy nữa. Rõ ràng là trò đã nghe theo những người đầy kinh nghiệm và giỏi hơn rồi mà. Trò bỏ qua chuyện buôn bán đã. Chiều trò đi tìm một cây gỗ tốt, rồi mai thầy cho mình đẽo cầy nhá. Ờ, tưởng gặp thầy, thầy cho con lời khuyên gì, thầy lại rủ con đẽo cầy, thì con nói chuyện gì? Thì trò cứ nghe lời ta, bỏ qua chuyện đó và giúp ta chuẩn bị một cây gỗ thật tốt đi đã. Dạ, vâng. Thầy ơi, sao không về nhà thầy đẽo cầy mà ra cây đa đầu làng làm gì ạ? Chắc là vì ra đó là qua hàng bánh gai. Thầy sẽ mua bánh gai cho bọn mình ăn, rồi vừa ăn vừa xem đẽo cầy. Gì? Cái gì mít mật cũng nghĩ tới chuyện ăn được? Thì sao? Chứ không ăn mà sống được à? Mít mật nói thế thì chịu rồi. Không ai chỉnh được, dù chưa chuẩn lắm. Tớ nghĩ thầy có lý do đặc biệt của thầy. Biết đâu chúng ta lại học được gì đó qua việc đẽo cầy ở cây đa đầu làng thì sao? Các trò cứ từ từ, hồi sau sẽ rõ. Các trò, nơi này nhiều người qua lại. Nếu thầy trò ta ngồi đây đẽo cầy thì sẽ được nhiều người nông dân có kinh nghiệm góp ý. Như vậy, chẳng phải chiếc cầy sẽ đẹp hơn và chắc chắn hơn sao? À, thì ra là vậy. Nào, các trò, chúng ta cùng đẽo cầy thôi. Bác ơi, cày to thế này sao mà cày được? Cày thì phải càng nhỏ càng tốt. Nhỉ, cậu nói cũng có lý. Để tôi đẽo cày cho nhỏ lại. Thầy ơi, con thấy cái cày như thế này là vừa rồi đấy ạ. Cái cày đẹp rồi đấy. Nhưng anh nên đẽo cái chỗ để lưỡi cày mỏng hơn nữa thì mới được. Ồ, vâng, cảm ơn cụ. Bác ơi, cái này đẹp rồi, nhưng theo cháu, tay cầm phải bao nhỏ hơn nữa, như vậy cầm mới nhẹ được ạ. Cũng có lý. Công nhận là nhờ nhiều người góp ý nên cái cày trở nên đẹp hơn nhiều thầy ạ. Con cũng thấy thế thầy ạ. Đúng, giờ nó nhỏ gọn với đẹp hơn nhiều. Công nhận là đẽo cày giữa đường lợi thật. Đẽo cày xong rồi, cày đẹp rồi, giờ chúng ta đi ăn bánh, đúng không thầy? Từ từ đã mít mật, các trò đều thấy nó đẹp hơn đúng không? Nhưng công dụng của cái cày là để cày ruộng. Đẹp hay không, không quan trọng bằng việc nó có cày được không. Nô, cậu vào đây tôi nhờ một chút. Hái trà, thầy đồ với các em làm gì ở đây thế này? Còn cái cày kia là sao? Đấy là thầy của em đẽo từ sáng giờ đấy. Đẹp đúng không anh? Cậu cày ruộng quen rồi, cậu nói xem. Cái cày của tôi cày có tốt không? Ôi, thầy đồ ơi, ông chỉ nên dạy học thôi. Chứ ông đẽo cày như thế này, sao mà cày được? Chỉ phí cây gỗ thôi. Tại sao lại thế? Chẳng phải cái cày đẹp thế còn gì? Bao nhiêu người góp ý, nó mới được thế này đấy. Mọi người nhìn xem, chỗ này bào mỏng thế này, làm sao cho lưỡi vào được? Bẻ một cái là gãy ngay. Không những vậy, chỗ tay cầm này nữa, nhỏ gọn quá nên chắc chắn cũng sẽ gãy. Không, gãy nữa thì hỏng cả cây gỗ đẹp của tôi à? Thì cái này có dùng được đâu mà còn lo nó gãy chứ. Đúng. Các trò à, nghe lời khuyên của người khác cũng như việc ta đẽo cày giữa đường, ai cũng phải có lập trường của mình thì mới thành công được. Nếu nhận được góp ý của người khác thì nên có sự cân nhắc, chọn lọc thì mới đạt được mục tiêu. Nếu không thì cũng giống như cái cày vô dụng này mà thôi. Ồ, thì ra dụng ý thầy muốn trò đi đẽo cày cùng thầy là như vậy ạ. Trò hiểu ra rồi, mai đi lên tỉnh, trò sẽ tìm hiểu và lựa chọn thứ trò sẽ buôn khi đã cân nhắc ý kiến của mọi người và sẽ có lập trường của riêng mình ạ. Ờ...